Tử vi hôm nay xem tử vi vui 12 con giáp ngày 14 tháng 2 tuổi Sửu gặp may đường tài lộc, tài mão có thể nhận được lời mời tỏ tình. Dưới đây là tử vi vui ngày 14 tháng 2 năm 2021 dương lịch của 12 con giáp. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày đầu xuân Tân Sửu. Tuổi Tý, về sự nghiệp tài lộc hôm nay báo hiệu bạn bị tiểu nhân hãm hại, nhất là trong công việc. Về tình cảm, bạn đã lấy lại được bình tĩnh và nói chuyện nghiêm túc với người ấy, cả hai đã làm hòa với nhau, bỏ qua những chuyện không đâu trong thời gian vừa rồi. Về sức khỏe của bạn hôm nay có phần xuống dốc, bạn nên chú ý hơn một chút là tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Tuổi Sửu, về sự nghiệp tài lộc, thực thần xuất hiện mang đến cho bạn những vận may về đường tài lộc, bạn sẽ tìm được đối tác tiềm năng, ký kết thành công các hợp đồng. Về tình cảm, Tỷ Kiên khiến bạn gặp nhiều chuyện không như ý muốn, những hành động của bạn khiến người khác hiểu lầm, dẫn đến xích mích hoặc to tiếng với nhau. Về sức khỏe, nếu bạn coi trọng sức khỏe của mình thì đừng thức khuya nữa nhé. Giờ tốt trong ngày 18 giờ đến 20 giờ. Tuổi Dần, về sự nghiệp tài lộc, bạn có sự chuẩn bị chắc chắn cho những kế hoạch sắp tới. Bạn không nhận được sự trợ giúp từ ai nhưng đừng vì vậy mà nản lòng nhé. Về tình cảm, bạn là người kiêu ngạo nên không dễ dàng chấp nhận đối phương có bất kỳ sự khiếm khuyết gì, vì vậy bạn sẽ độc thân lâu thêm nữa đấy. Về sức khỏe, bạn nên hạn chế ăn các đồ ăn dầu mỡ để tránh khó tiêu. Giờ tốt trong ngày 12 giờ đến 14 giờ. Tuổi Mão, về sự nghiệp tài lộc, cục diện hôm nay đối với công việc của bạn khá thuận lợi. Bạn đã chuẩn bị kỹ càng cho những kế hoạch làm đẹp cho năm mới, vì vậy hãy bắt tay vào thực hiện ngay bây giờ đi nhé. Về tình cảm, tam hợp soi chiếu mang đến cho bạn nhiều tin vui trong tình cảm, bạn có thể sẽ nhận được lời tỏ tình trong ngày, hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé. Về sức khỏe, nếu bạn cảm thấy không khỏe hãy đi khám bác sĩ ngay thôi. Giờ tốt trong ngày 10 giờ đến 12 giờ. Tuổi Thìn, về sự nghiệp tài lộc, kiếp tài gây rối cho bạn nên dễ vướng phải tranh chấp giữa anh em trong gia đình, những ngày Tết kiên kỵ tại vã, vì vậy bạn hãy bao dung với mọi người hơn, đừng chuyện bé xé ra to. Và tình cảm, người ấy là khá nhiệt tình, họ giúp nhiều người trong cuộc sống. Về sức khỏe, hãy lắng nghe cơ thể của bạn làm những gì cảm thấy tốt nhất. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Tuổi Tỵ, về sự nghiệp tài lộc, bạn bắt đầu với dự án kinh doanh ngay ngày đầu năm, bạn sẽ nhận được nguồn lợi nhuận lớn ngay sau khi có đối tác tự tìm đến. Về tình cảm, trong thời gian này bạn không muốn nói nhiều chuyện liên quan đến tương lai, bởi vậy bạn sẽ gặp một số chuyện khó xử khi người ấy đề cập vấn đề này. Về sức khỏe, bạn cảm thấy thiếu ngủ, hãy ưu tiên cho mình một giấc ngủ đủ chất lượng nhé. Giờ tốt trong ngày 16 giờ đến 18 giờ. Tuổi Ngọ, về sự nghiệp tài lộc, trong ngày hôm nay bạn sẽ có một quyết định quan trọng liên quan đến tài chính cá nhân, có thể bạn sẽ bỏ ra một khoản lớn để đầu tư nhưng bạn không biết thu về bao nhiêu vì chưa có kế hoạch cụ thể. Về tình cảm, bạn thường chịu những lời mời mọc có cánh từ những người không tốt, có thể bạn sẽ sa ngã vào nhiều chuyện. Về sức khỏe, bạn cần có một chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ. Tuổi Mùi, về sự nghiệp tài lộc, hôm nay nhờ có thực thần nâng đỡ nên bạn trải qua một ngày vô cùng tốt. Tài lộc vượng sắc, các dự án đầu tư kinh doanh đều mang về lợi nhuận nhiều không kể xiết. Về tình cảm, nếu bạn còn độc thân sẽ có một ngày đào hoa, bạn chỉ cần chú ý cách ăn mặc sẽ tạo được ấn tượng tốt với nhiều người khác giới, hãy quan sát kỹ để nhận ra ai là người thực lòng với mình. Về sức khỏe, sức đề kháng đang cảnh báo rằng bạn gặp một số vấn đề đường bỏ qua có dấu hiệu bất thường nhé. Giờ tốt trong ngày 12 giờ đến 14 giờ. Tuổi Thân, về sự nghiệp tài lộc, chính quan ghé thăm trong ngày bạn có sự may mắn nhưng hãy xem vào đó là một chút khó khăn, hãy thận trọng những cơ hội mà cuộc sống mang đến, đừng để sau đó bạn phải hối hận điều gì. Về tình cảm, nếu bạn bận lòng vì những gì đã trải qua thì hãy nghĩ đến hiện tại có phải rằng điều sẽ bất công với người yêu hiện tại không. Về sức khỏe của bạn không có gì đáng lo ngại trong ngày, giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ. Tuổi Dậu, về sự nghiệp tài lộc, thiên tài độ mệnh nên bạn có sự chuẩn bị kỹ cho những kế hoạch của mình, đặc biệt bạn sẽ nhận được một khoản tiền lớn nhờ sự chăm chỉ trước đó. Về tình cảm, nếu bạn cảm thấy bản thân mình chưa đủ tốt để mang lại hạnh phúc cho người đấy thì hãy làm gì đó để bù đắp cho họ đi nhé. Về sức khỏe, bạn cần chú ý đến những vấn đề liên quan đến mê dạ dày, giờ tốt trong ngày 10 giờ đến 12 giờ. Tuổi Tốt, về sự nghiệp tài lộc, hôm nay bạn gặp may mắn về tài vận và công việc. Về tình cảm, quan hệ giữa bạn và những người thân rất hòa thuận, trong những ngày đầu năm bạn mẹ đã dành nhiều thời gian để ở bên cạnh cha mẹ và người thân. Về sức khỏe, bạn cần phải thư giãn cho đầu óc, bớt căng thẳng vì lo lắng cho những kế hoạch kinh doanh mới, giờ tốt trong ngày 16 giờ đến 18 giờ. Tuổi Hợi, về sự nghiệp tài lộc, bạn không nên ôm đồn quá nhiều việc trong ngày chỉ để chứng minh giá trị cho bản thân. Bạn hãy nhớ, thành công sẽ không đến một cách nhanh chóng mà đều phải trải qua quá trình không ngừng cố gắng. Và tình cảm, bạn luôn mong cầu tình yêu đẹp như bức tranh, tuy nhiên bức tranh có đẹp mấy và chỉ một mình bạn vẽ thì đâu còn nghĩa lý gì. Về sức khỏe, bạn sẽ phải chăm sóc tốt cho làn da của mình khi bước vào giai đoạn trung niên, và tốt trong ngày 12 giờ đến 14 giờ.